Tháng 4 năm 1978, tạp chí Địa lý Quốc gia của Mỹ đã đăng tải một bài viết dài gần 10 trang, giới thiệu một cách chi tiết về lăng mộ Tần Thủy Hoàng của Trung Quốc tại trang nhất của tờ tạp chí này. Bài viết nói rằng, nếu có thể giải mã được những bí mật của lăng mộ Tần Thủy Hoàng, thì đó chính là những phát hiện về khảo cổ lớn nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Bài viết này còn đăng kèm theo rất nhiều những hình vẽ, đồng thời ví lăng mộ Tần Thủy Hoàng giống như một cung điện thần bí của phương Đông. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng được xem là lăng mộ của đế vương lớn nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Năm 221 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ và xây dựng một đất nước giàu có nhất và cường mạnh nhất trên toàn thế giới vào thời kỳ đó. Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử của Trung Quốc. Lúc còn sống, Tần Thủy Hoàng là một người kiêu căng và lạnh lùng. Tính khí ông luôn thay đổi. Sau khi chết, lăng mộ của ông cũng biến đổi khôn lường giống như tính khí của ông. Và khu lăng mộ này đã trở thành một trong những bí ẩn khó lý giải nhất trong lịch sử khảo cổ của Trung Quốc. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng nằm ở huyện Lâm Đồng, cách thành cổ Tây An khoảng 20 km về phía đông. Sau hơn 2.000 năm chống chọi với thiên tai và các tác động của con người, những dấu tích xây dựng của khu lăng mộ này trên mặt đất từ lâu đã bị xóa sạch không còn dấu tích. Nhưng từ bên ngoài, lăng mộ Tần Thủy Hoàng chỉ còn lại một đồi đất hoang gần như trơ trụi này mà thôi. Công tác khảo sát cơ bản toàn bộ khu lăng mộ này được bắt đầu vào năm 1962. Dưới sự giám sát của Ủy ban Quản lý Văn vật tỉnh Thiểm Tây, các nhà khảo cổ học đã tiến hành điều tra, thăm dò và đo đạc khu lăng mộ này trong rất nhiều tháng. Sau lần thăm dò này, các nhà khảo cổ học đã công bố bản đồ bố cục mặt bằng đầu tiên của lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Trải qua hơn 2.000 năm với không biết bao nhiêu phong ba bão táp, đây là lần đầu tiên lăng mộ Tần Thủy Hoàng hiện ra trước mắt công chúng. Kết quả thăm dò và đo đạc cho thấy diện tích của khu lăng mộ này là 56,23 km2. Diện tích này lớn gấp 78 lần diện tích của khu di tích cố cung. Một khu lăng mộ với diện tích lớn như thế này thật hiếm thấy trên thế giới. Đây là lần đầu tiên lăng mộ Tần Thủy Hoàng thu hút được sự quan tâm và chú ý của giới khảo cổ học. Tại khu trung tâm của diện tích 56,23 km2 này, các nhà khảo cổ học đã thăm dò thấy một di tích kiến trúc được bảo tồn rất tốt nằm sâu ở dưới lòng đất. Bố cục của công trình kiến trúc này có hình chữ nhật, chạy dọc theo hướng Nam Bắc, có hai thành, nội thành và ngoại thành. Gò đất mà chúng ta nhìn thấy này chỉ phủ kín được một phần ở phía nam của nội thành mà thôi. Mô hình của gò đất này gần giống hình vuông. Chiều Nam Bắc dài 515 mét, chiều Đông Tây dài 485 mét. Như vậy là diện tích của gò đất này tương đương với diện tích của 46 sân thi đấu bóng chuyền. Những phát hiện bất ngờ hơn được tìm thấy sau đó 12 năm. Đó là vào tháng 3 năm 1974, một vài người thợ đào giếng của thôn Dương Tây, huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây đã bất ngờ đào được những binh mã bằng đất nung. Những văn vật có từ 2.000 năm trước bắt đầu lộ ra khỏi mặt đất. Sau đó, trong phạm vi 56,23 km2, lần lượt xuất hiện những cỗ xe ngựa làm bằng đồng, tượng quan văn bằng đất nung và rất nhiều những vật phẩm tùy táng khác. Chúng ta đang nhìn thấy những kỹ thuật nung đất hết sức tinh xảo và trình độ điêu khắc cao siêu của thời kỳ Tiên Tần. Ngay sau đó, mảnh đất thần kỳ của phương Đông này đã thu hút được sự quan tâm và chú ý của toàn thế giới. Những bức tượng binh mã bằng đất nung có trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng được xem là kỳ tích thứ 8 của thế giới. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy thực sự hứng thú lại chính là những bí ẩn vẫn chưa được phát hiện của lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Muốn khám phá những bí mật của lăng mộ Tần Thủy Hoàng, điều mà mọi người nên chú ý trước tiên đó chính là một công trình kiến trúc lộ ra trên mặt đất nằm trong khu vườn của lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Đó chính là gò phong thổ. Tại sao Tần Thủy Hoàng lại phải cho xây dựng một gò đất lớn như thế này ở đây? Gò đất phong thổ nằm trong khu vườn của lăng mộ Tần Thủy Hoàng, được xây từng lớp một. Trên mặt cắt ở bốn phía của gò đất này, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy một cách rõ ràng từng lớp đất được đầm chồng lên nhau.
Điều này cho thấy sự gian lao vất vả của những người xây dựng công trình này khi đó. Có một số người cho rằng chiều cao của gò đất này có một ý nghĩa nhất định, bởi vì Tần Thủy Hoàng sống đúng đến năm 50 tuổi, do đó ông đã quyết định cho xây dựng gò đất này cao 50 trượng. Sau khi tính toán, các chuyên gia đã chỉ ra rằng 50 trượng của thời kỳ Tần Hán tương đương với chiều cao 115m hiện nay của chúng ta. Vậy gò đất trong khu vườn của lăng mộ Tần Thủy Hoàng này có đúng là cao 50 trượng hay không? Học giả của các thời đại đều đã tiến hành nghiên cứu lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Người đầu tiên rời bỏ những trang sách để đi vào thực tế tiến hành khảo sát khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng chính là học giả Đô Mục thời nhà Minh. Ông đã để lại những tài liệu khảo sát đầu tiên có liên quan đến khu lăng mộ này. Nhưng trong những ghi chép của ông thì gò đất trong khu vườn của lăng mộ Tần Thủy Hoàng chỉ cao 14 mét. Năm 1917, một vị học giả người Pháp cũng tiến hành nghiên cứu gò đất nằm trong khu vườn của lăng mộ Tần Thủy Hoàng, và ông đo được chiều cao của gò đất này là khoảng 46 mét. Đồng thời, ông cũng đưa ra những tài liệu đầu tiên có liên quan đến hình dáng bên ngoài của gò đất này, nhưng chưa hoàn chỉnh. Những tài liệu của ông chỉ ra rằng gò đất này rõ ràng được tạo thành bởi 3 tầng đất. Ba tầng đất này được đầm lên nhau giống như hình bậc thang. Vậy rốt cuộc, gò đất trong khu vườn của lăng mộ Tần Thủy Hoàng có chiều cao là bao nhiêu? Ông Viên Trung Nhất là một trong những người tham gia khai quật tượng binh mã bằng đất nung có trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng ngay từ thời gian đầu. Các anh hãy nghe tôi nói một chút. Tôi sắp xếp công việc ngày hôm nay của các anh như thế này. Hôm nay chúng ta đào ở phía đông của gò đất phong thổ. Bây giờ, các anh hãy chuẩn bị các dụng cụ như cuốc xẻng và cả dây thừng nữa. Nếu chuẩn bị đủ rồi, thì chúng ta đi thôi. Từ năm 1962 cho đến nay, công tác khảo cổ và thăm dò lăng mộ Tần Thủy Hoàng chưa từng bị đứt quãng. Trước mắt, các chuyên gia chủ yếu tiến hành quá trình khảo sát bằng cách lấy các mẫu đất lên để phân tích và phán đoán. Bởi nếu như sử dụng máy móc, kết cấu của những mẫu đất được lấy lên sẽ bị lẫn lộn với nhau, như vậy sẽ không thể nào hiểu được tình hình bên dưới của khu lăng mộ này. Cho nên trước mắt, công việc lấy mẫu đất của các nhà khảo cổ chủ yếu vẫn phải dựa vào sức người là chính. Nhưng cách lấy mẫu đất này sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức. Do các lớp đất rất dày, cho nên nếu muốn khảo sát tình hình trong lòng đất ở một địa điểm nào đó, các nhà khảo cổ đều phải tiêu tốn một khoảng thời gian tương đối dài. Hai ngày sau, lỗi đào đầu tiên đã cho kết quả. Ở độ sâu khoảng 16 mét, các nhà khảo cổ đã đào được tầng đất sống, chứng tỏ chỗ đất này là tầng đất sống tự nhiên, chứ không có sự tác động nào của con người. Lẽ nào, ngoài giải đất ở phía nam, không còn chỗ nào khác có lớp đá dày nữa hay sao? Các thành viên trong đoàn khảo sát vẫn không hề nản lòng. Họ tiếp tục tiến hành khảo sát khu vực nằm gần vị trí trung tâm của địa cung. Sau hơn một tuần lễ khảo sát, mặc dù những lỗ sâu nhất đã đạt đến độ sâu 26 mét, nhưng vẫn chưa đến được đáy của khu lăng mộ này. Tầng đất nằm dưới gò đất của khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng quả là vô cùng phức tạp. Kết cấu cụ thể bên dưới của gò đất này chắc chắn phải cần đến một quá trình khảo sát và đo đạc lâu dài hơn và quy mô hơn thì mới có thể đưa ra được những kết luận cuối cùng. Điều may mắn là công việc của đoàn khảo sát ở những vị trí khác trong khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng đã có những tiến triển không nhỏ. Vị trí địa cung của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng từng bước được xác định. Đây là những gì diễn ra trước khi phát hiện thấy những vết tích này một ngày. Sau khi tiến hành khảo sát một cách kỹ lưỡng, đoàn khảo sát đã xác định được vị trí đại khái của bức tường thành này. Sau khi thăm dò bằng máy khoan, chúng tôi đã phát hiện thấy bức tường phía bắc của thành bên trong, nhưng chúng tôi vẫn chưa nắm rõ kết cấu xây dựng của toàn bộ bức tường phía bắc này. Ví dụ như, phía dưới của bức tường này có cái gì, chúng tôi vẫn chưa biết. Cho nên hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu xem, rốt cuộc bên dưới của bức tường thành này chôn cất những gì.
Ngày hôm sau, quá trình khai quật đã được tiến hành và người ta đã đào sâu xuống được khoảng 2 mét. Căn cứ vào những kết quả đã thu được sau quá trình khảo sát trước khi tiến hành khai quật, nếu như không xảy ra những sự cố ngoài ý muốn, thì đào sâu xuống khoảng 3 đến 4 mét, chúng ta sẽ phát hiện thấy bề mặt của bức tường này. Ngày thứ ba của quá trình khai quật. Tại hiện trường, chúng tôi đã có thể nhìn thấy bề mặt của bức tường thành. Hơn thế, chúng tôi còn được nhìn thấy một cách rõ ràng những mảnh gạch ngói vụn nằm lẫn trong đất ở phía trong và phía ngoài của bức tường thành này. Sau quá trình khai quật bức tường phía Bắc, chúng tôi đã phát hiện thấy những di tích kiến trúc chủ yếu sau. Ở giữa là một bức tường đất dày khoảng 3,5 mét. Chúng tôi phán đoán rằng đây chính là bức tường thành bên trong của đời Tần. Ở mỗi bên của bức tường đất này đều có một lớp gạch ngói dày khoảng 1,5 mét. Có thể đây chính là những vật liệu xây dựng ban đầu dùng để xây hai đầu của bức tường này. Sau khi đổ xuống, chúng tích tụ lại và tạo thành một lớp gạch ngói như chúng ta thấy hiện nay. So sánh kết quả khai quật ngày hôm nay với bức tường thành phía Nam được phát hiện thấy vào năm ngoái, chúng tôi thấy rằng hai kết quả này về cơ bản đồng nhất với nhau. Thường thì ở giữa là một bức tường đất và hai bên là một lớp gạch ngói dày khoảng 1,5 mét. Tiếp đến là khoảng 1 mét nước. Trước mắt chúng tôi vẫn chưa phát hiện thấy nước. Chúng tôi đang chuẩn bị tiếp tục khai quật rộng ra hai bên. Những vật tùy táng và tường thành khai quật được trong khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng chính là những căn cứ quan trọng để tiếp tục tiến hành khai quật và xác định vị trí phạm vi của địa cung. Sau nhiều năm khảo sát và đo đạc, đoàn khảo cổ đã xác định được vị trí của địa cung và diện tích cửa vào của cung điện này. Địa cung nằm ngay phía dưới của gò đất. Diện tích cửa vào của địa cung là 640 m x 392 m. Xung quanh địa cung của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng đều có những mộ đạo đã vỡ nát. Những mộ đạo này chính là những con đường thông tới nơi sâu nhất của địa cung khi người ta xây dựng công trình kiến trúc đồ sộ này. Địa cung chính là khu vực trung tâm của lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Đây chính là nơi đặt quan tài của Tần Thủy Hoàng và những vật tùy táng khác. Do nằm sâu trong lòng đất suốt 2.000 năm qua, cho nên chúng ta đều cảm thấy bỡ ngỡ trước địa cung thần bí này. Đây chính là một trong những bí mật lớn nhất tạo nên nét văn hóa đặc biệt của thời đại Tiên Tần. Nghe nói, sau khi hoàn tất, Tần Thủy Hoàng đã ra lệnh chôn sống tất cả những người thợ có liên quan đến quá trình xây dựng công trình kiến trúc này để đề phòng cơ mật bị tiết lộ ra bên ngoài. Sau hơn 2.000 năm, rất nhiều những bí mật của công trình kiến trúc này vẫn đang khiến mọi người phải đau đầu tìm hiểu và nghiên cứu. Mọi người không khỏi thắc mắc, địa cung này có hình dáng như thế nào, rốt cuộc nó sâu bao nhiêu, và sau một khoảng thời gian dài như vậy, nó có còn được bảo tồn tốt như ban đầu hay không? Những thông tin sớm nhất liên quan đến tình hình của địa cung nằm trong khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng được ghi chép trong cuốn sử ký của Tư Mã Thiên. Trong cuốn sách này, tác giả chỉ viết vẻn vẹn 15 câu, nhưng đây chính là tài liệu tham khảo quan trọng nhất của các nhà nghiên cứu trước khi người ta đi sâu khảo sát và tiến hành khai quật khu lăng mộ này. Liên quan đến cấu trúc của địa cung, Tư Mã Thiên đã ghi chép trong sách sử của mình như sau. Khi Tần Thủy Hoàng mới lên ngôi, đã sai đào núi Ly Sơn. Đến khi thôn tính được thiên hạ, thì rời 70 vạn người trong thiên hạ đến đây xây lăng mộ, đào ba con suối, ở dưới đổ đồng và đưa quách vào, đem những đồ quý báu của các cung, của trăm quan xuống cất đầy ở dưới. Lại sai thợ làm máy bắn tên, để hễ có ai đào đến gần thì bắn ra. Sai lấy thủy ngân là 100 con sông, Trường Giang, Hoàng Hà và biển lớn. Các máy móc làm cho nước sông và biển chảy vào nhau, ở trên có đủ thiên văn, ở dưới có đủ địa lý, lấy dầu cá nhân ngư để thắp đuốc, chủ tính thế nào để cháy lâu không tắt. Tư Mã Thiên đã mô tả một cách chi tiết cho chúng ta thấy rõ cảnh đẹp bên dưới của địa cung. Như vậy là chúng ta có thể biết rằng trong địa cung của Tần Thủy Hoàng có ba con sông, đồng thời có rất nhiều các loại vật phẩm tùy táng quý giá. Người ta dùng thủy ngân để mô phỏng 100 con sông và biển lớn của Trung Quốc trong ngôi mộ này. Trên trần của địa cung có trang trí hình mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Phía dưới, Tần Thủy Hoàng cho bố trí mô hình cảnh tượng của đất nước Trung Quốc sau khi thống nhất. Không những thế, ông còn dùng dầu cá để thắp sáng mãi mãi toàn bộ phía bên trong của địa cung.